Bấy giờ tôi thắng lại bạch Phật, bạch Thế Tôn vì độ hữu tình, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật tha sâu xa, thị hiện các tướng như thế nào? Phật bảo tôi thắng, thiên vương nên biết tướng bát nhã ba la mật đa sâu xa bất khả đắc. Vì cứu độ hữu tình nên các ngài dùng oai lực phương tiện thiện xảo, thị hiện các tướng giáo hóa bằng cách nhập vào thai mẹ cho đến nhập niết bàn. Vì sao? Vì chư thiên chấp thường cho rằng không bị đọa lạc, nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, dùng phương tiện thiện xảo, thị hiện các tướng vào thai mẹ để phá sự chấp trước kia. Do đó làm cho chư thiên phát sanh ý niệm vô thường, nghĩ bậc tối thắng tối tôn ở trong thế gian chẳng ai sánh bằng, không nhiễm dục mà còn rơi đọa, huống nữa là chư thiên khác mà được thường ư. Cho nên chúng ta chớ có buông lung, cần phải tinh tấn giữ niệm tu đạo. Như thấy mặt trời còn có lúc lặn mất, thì biết lửa đom đóm không thể tồn tại lâu dài. Lại có chư thiên sống phóng dật, say đắm dục lạc, không tu chánh pháp, mặc tình đùa giỡn. Tuy cùng với Bồ Tát ở trong thiên cung, nhưng không đến lễ bái, không thưa hỏi pháp mà đều nghĩ: lúc này ta hãy hưởng dục, đợi đến ngày mai sẽ đến Bồ Tát để thưa hỏi pháp. Nghĩ vậy rồi bảo: ta cùng với Bồ Tát thường ở nơi đây, thì việc tu hành đâu có muộn màng gì. Do đó Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, siêng tu tinh tấn như cứu lửa cháy đầu, để phá trừ hành động buông lung, nên thị hiện đọa lạc. Sự thị hiện này có hai nguyên nhân: một, làm cho chư thiên xa lìa sự buông lung; hai, làm cho hữu tình đều được trông thấy. Vì trong thế gian cũng có hữu tình hèn kém, ít có thiện căn, không thể thấy Phật thành vô thượng giác, chuyển xét diệu pháp, nên Bồ Tát phải thị hiện làm trẻ con chơi giỡn ở hậu cung. Nếu làm các tướng khác để thuyết pháp thì e rằng nữ nhân trong hậu cung khó tin được, do đó Bồ Tát thị hiện làm trẻ con. Người có đức hạnh cao thượng hay rời bỏ thế tục thì Bồ Tát vì người kia mà thị hiện xuất gia. Lại có thiên nhân suy nghĩ, ngồi yên thọ lạc thì không đạt được chánh đạo, Bồ Tát vì người kia thị hiện khổ hạnh. Vì để hàng phục khổ hạnh của ngoại đạo nên Bồ Tát thị hiện các khổ hạnh khó hành. Lại có thiên nhân ngày đêm phát nguyện, khi Bồ Tát đi đến tòa Bồ Đề thì thiên nhân chúng ta cung kính cúng dường, Bồ Tát vì họ nên đi đến tòa Bồ Đề. Vô lượng thiên nhân đã cúng dường rồi đều được nhân duyên Bồ Đề. Lại có thiên nhân nghĩ, ác ma ngoại đạo làm chướng ngại chánh pháp, nguyện các Bồ Tát ngồi tòa Bồ Đề điều phục ác ma và ngoại đạo để cho người có chánh tín đều được thấy pháp. Sau khi Bồ Tát thành chánh giác, trong hư không khắp tam thiên đại thiên thế giới vang lên những âm thanh tán thán, mặt trời Phật xuất hiện ở thế gian làm cho ánh sáng đom đóm lặn mất. Chư thiên vân vân nói, nguyện cho tôi đời sau thành vô thượng giác, như sự chứng các Bồ Đề của Bồ Tát hôm nay, vì các hữu tình mà ngồi tòa Bồ Đề. Lại có thiên nhân vân vân nói, nguyện được thấy đại sư thành trí nhất thiết tướng, trí vô sư, trí tự nhiên. Đó là các hữu tình không cầu xuất ly mà căn tánh đã thành thục, thâm sâu chánh pháp. Bồ Tát vì các hữu tình này mà thị hiện ba truyền 12 hành tướng vô thượng pháp luân. Lại có thiên nhân muốn thấy viên tịch, Bồ Tát vì họ mà thị hiện viên tịch. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa có khả năng thị hiện các tướng biến hóa như vậy. Thiên hương